Chào các em. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ với các em một chủ đề ấy, nó cũng khá là nhạy cảm và khó. Chúng ta uống thuốc trong cái việc chúng ta mang thai chúng ta không biết ấy, thì có ảnh hưởng đến con hay không? Đấy. Có tạo ra các cái dị tật sau này hay không? Thế thì khi mà các em thấy chậm kinh, đúng không ạ? Thì các em thường thử que. Đấy, thì nó sẽ lên hai vạch, tức là các em sẽ có thai. Và cái có thai đấy thì nó lại trùng với cái đợt trước đó mà các em đã dùng một số loại thuốc nào đó. Đã là thuốc thì bất kỳ thuốc nào ấy nó cũng đều có thể gây ra các cái biến chứng rất là nguy hiểm. Chưa? Thế thì trước tiên ấy, thì các em biết rằng là phụ nữ thì có một cái chu kỳ kinh nguyệt, bạn nào đều thì là 28 ngày. Thì đến một ngày rụng trứng ấy thì trứng nó sẽ rụng, đúng không? Đấy, trứng sẽ rụng. Thì cái này thì nó sẽ rơi vào khoảng từ ngày thứ 10 cho đến ngày thứ 13, 14 sau kể từ ngày hết kinh, em hiểu không? Anh lấy ví dụ là gì ạ? Kem hết kinh nguyệt, tức là hết sạch kinh vào ngày mùng 1 dương lịch chẳng hạn, đúng không? Tháng tới này. Thì từ ngày 12 cho đến ngày 15 của tháng đó là cái ngày mà rụng trứng, đúng không? Nếu mà bạn nào đều nhá. Đấy. Thế thì khi mà trứng được rụng ấy thì sẽ mất khoảng 12 cho đến 24 giờ, tức là chỉ sau một ngày thì trứng sẽ được thụ tinh nếu như các em có quan hệ không bảo vệ trong cái thời gian đó. Trứng được thụ tinh ấy thì nó sẽ xảy ra ở 1/3 cái vòi trứng tính từ cái loa trứng này để đón quả trứng nó rụng, đúng không ạ? Đây. Đây là buồng trứng này các em này, buồng trứng. Thì trứng chín thì nó sẽ rụng ở đây. Thì cái phễu này nó sẽ đỡ, đúng không ạ? Và nó sẽ được nó di chuyển trong vòi trứng các em ạ. Đây, di chuyển vòi trứng và đến niêm mạc tử cung. Thì cái trứng ấy nó sẽ được thụ tinh ở vị trí là 1/3 của vòi trứng tính từ đây. Đúng chưa? Đấy. Và trong cái quá trình mà trứng được thụ tinh ấy thì bắt đầu nó di chuyển đến niêm mạc tử cung để làm tổ, đúng không ạ? Trứng được thụ tinh ấy sau 24 giờ sau khi rụng trứng, tức là chúng ta có một ngày, đúng chưa ạ? Và từ số 3, 4, 5, 6, 7, tức là từ số 3, số 8 này, số 8 này, tức là gì ạ? Trứng bắt đầu được phân chia, đúng không? Phân chia để tạo phôi dâu, tức là nó sẽ mất từ 2 cho đến 4 ngày sau khi thụ tinh. Như vậy là gì ạ? Kể từ thời điểm trứng được thụ tinh ấy, thì nó đã mất di chuyển để tạo thành thành phôi dâu là mất gì ạ? Mất từ 3 cho đến 5 ngày rồi, đúng như các em, 5 ngày. Và khi mà số 8 đây, số 9 này, số 10 đây các em, thì nó gì ạ? Từ phôi dâu nó chuyển sang phôi nang, đấy không? Thì nó sẽ mất khoảng gì ạ? 4 cho đến 5 ngày, đúng không? Trứng sau khi thụ tinh. Như vậy là gì ạ? Chúng ta có thêm gì ạ? 3 ngày nữa là 6 ngày nhá. Và đến khi mà trứng bắt đầu làm tổ tại niêm mạc tử cung ấy, tức là nó sẽ diễn ra từ 6 ngày kể từ khi trứng bắt đầu được thụ tinh. Khi mà các em quan hệ, đúng không? Mà không bảo vệ, đúng không ạ? Thì nó sẽ từ khi trứng được thụ tinh nhá, đến khi trứng làm tổ tại niêm mạc tử cung thì nó sẽ diễn ra mất 6 ngày. Anh ghi đây. 6 ngày. Được chưa? Đấy, 6 ngày. Thế thì trong cái 6 ngày này trứng nó chưa tương tác với người mẹ, cho nên là người mẹ mà có dùng thuốc ấy thì thuốc đó nó cũng không ảnh hưởng đến đứa trẻ. À, đến 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 cái thai nhi này. Các em hiểu không? Thì nó chưa tương tác. Thì chỉ bắt đầu từ ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8 ấy thì bắt đầu nó trứng này nó phải bám vào niêm mạc tử cung, phải không ạ? Và nó bắt đầu tương tác với cơ thể người mẹ. Và các chuyên gia họ đánh giá rằng họ kết luận rằng chỉ khi nào trứng được thụ tinh này có tương tác với người mẹ, tức là nó bắt đầu làm tổ tại niêm mạc tử cung, thì lúc đó mới tính là gì ạ? Cá thể bắt đầu sống, đúng chưa? Cá thể sống. Hoặc là gì ạ? Một cá thể được tính là bắt đầu sinh sôi nảy nở khi mà nó gì ạ? Nó tác động đến người mẹ và làm thay đổi các cái hormone trong người mẹ, chưa các em nhá. Thế thì từ ngày thứ nhất là ngày rụng trứng, ngày được thụ tinh đến ngày thứ 6 là ngày làm tổ tại niêm mạc tử cung, thì cái dinh dưỡng mà cái trứng này nó phát triển ấy là nó được gì ạ? Dự trữ trong quả trứng sẵn rồi. Các em hiểu không? Như con gà ấy. Đấy, ban đầu nó ấp thì nó phải dự trữ, tức là nó ăn những cái dinh dưỡng ở trong cái quả trứng sẵn rồi. Đấy. Thì đến ngày thứ 6 ấy, thì cái chất dinh dưỡng trong trứng này nó hết và nó bắt buộc phải tương tác với người mẹ để lấy dinh dưỡng từ người mẹ để phát triển cái bào thai này. Được chưa các em?
Thế thì sao ạ? Chúng ta thấy rằng từ ngày thứ 6 là cơ thể bắt đầu tương tác với người mẹ rồi nhá. Thế thì trong quá trình mà các em uống thuốc đúng không ạ? Thì các em có thể là uống thuốc trước cái ngày các em quan hệ, hoặc là sau khi quan hệ các em uống thuốc, đúng không ạ? Phải nhớ kỹ này, các em có thể uống thuốc trước cái ngày quan hệ, hoặc là sau cái ngày quan hệ, hoặc là các em uống thuốc trước ngày quan hệ nhưng mà kéo dài 10 đến 15 ngày, tức là uống dòng dã như vậy và nó vẫn kéo, nó vẫn nằm trong cái chu kỳ này. Được chưa các em? Thế thì cho dù là kháng sinh, hạ sốt, thuốc dạ dày hay là thuốc tránh thai khẩn cấp, tất cả các thuốc đó ấy, nó đều có một cái nguy cơ nhất định làm ảnh hưởng đến thai nhi. Được chưa? Nhưng mà rất may chúng ta như thế này, kể từ ngày mà chúng ta quan hệ, các em phải nhớ này, kể từ ngày mà chúng ta quan hệ không bảo vệ, được chưa? Nhớ ngày đó nhá, phải ghi rõ ngày đó cho anh, và các em cộng thêm 28 ngày nữa, được chưa? Cộng thêm 28 ngày nữa, thì trong vòng 28 ngày đó, các em mà có dùng thuốc ấy, thì nó sẽ xảy ra hai khả năng thôi, hai khả năng. Một, nếu như mà cái thuốc đó nó không hề ảnh hưởng đến thai nhi, tức là chúng ta đi siêu âm, nó vẫn có tim thai bình thường, đúng không ạ? Thai vẫn phát triển bình thường, thì các em yên tâm rằng con các em sinh ra sẽ khỏe mạnh, và các em hãy hạnh phúc đi, hãy yên tâm đi, và hãy dạng người đi để chờ đón ngày con chào đời, được chưa ạ? Còn nếu như mà trong 28 ngày đó, kể từ ngày quan hệ mà chúng ta không bảo vệ nhá, cộng 28 ngày đấy, mà chúng ta đi kiểm tra, đúng chưa ạ? Và nếu như mà thuốc các em dùng ấy nó ảnh hưởng đến thai nhi ấy, thì thai nhi sẽ không phát triển, nó sẽ tự teo đi, đúng không ạ? Và nó sẽ mất đi, và chúng ta sẽ phải tạm xa đứa trẻ đó trong cái lần đó, được chưa các em? Thế cho nên là gì ạ? Các em phải nhớ như vậy, chứ không phải là gì ạ? Các em mà cứ thấy là gì ạ? Uống thuốc là thì có những bạn là vừa quan hệ xong thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp, đúng không? Thì lại 2 tuần sau thì lại thấy có thai, lo lắng quá đi hỏi, đi đến tư vấn. Anh nói các em là gì ạ? Gần như là auto khuyên các em là sẽ tạm ngừng quá trình mang thai, đúng không? Điều đó nó rất là buồn đấy, tại vì chúng ta phải hiểu rõ, đúng không? Phải tính toán được, đúng không? Phải có cái kiến thức khoa học cụ thể và chi tiết như này để chúng ta không bỏ lỡ đi, đúng không? Những đứa con mà đã thượng đế ban đến cho chúng ta, được chưa các em? Thế cho như vậy là quy tắc 28 ngày các em nhé, quy tắc 28 ngày kể từ ngày các em quan hệ không bảo vệ, được chưa? Đấy, nhớ ngày đó ấy. Anh lấy ví dụ là chúng ta sẽ quan hệ vào ngày thứ 15 chẳng hạn nhé, anh tính cho tính cụ thể. Giả sử các em quan hệ vào ngày thứ 15, tức là ngày giữa tháng, đúng không? Ngày cũng là ngày rụng trứng, đúng không em? Các em cộng thêm 28 ngày nữa, cộng 28 ngày đúng không? Tức là nó sẽ rơi vào bao nhiêu? Nó rơi vào ngày thứ 13 tháng sau, đúng không? Đấy, cộng 28 ngày, cộng 28 ngày. Ngày thứ 15 nhá, cộng thêm 28 ngày. Ngày thứ 15 này ý, là ngày thứ nhất, được chưa các em? Là ngày thứ nhất nhá, cái ngày mà chúng ta quan hệ không bảo vệ, được chưa? Cộng thêm 28 ngày, đúng chưa? Đấy. Thì nếu mà giả sử các em quan hệ ngày 15 dương lịch tính theo lịch ấy, thì nó sẽ vào ngày 14 tháng sau đấy, đúng không? Ngày 14 tháng sau. Thì trong 28 ngày này nhá, các em có dùng thuốc mà chúng ta không biết thì đấy, nó theo hai quy tắc, một là được tất cả, hai là không có gì. Cho nên là trong thời gian này ấy, chúng ta hãy ngồi yên và chờ đợi và đi kiểm tra, đúng không? Và không có bất kỳ một hành động nào để chấm dứt cái sự mang thai đó. Được chưa các em? Đấy, đó là cách tính như vậy. Thì anh hy vọng rằng gì ạ, cái video mà anh chia sẻ với các em ngày hôm nay nó sẽ là một nguồn thông tin rất là quan trọng, rất là quý giá cho những bạn trẻ nếu chúng ta lỡ vỡ kế hoạch mà mang thai. Đấy, và chúng ta sẽ gì ạ, sẽ đón những đứa con một cách hạnh phúc nhất, một cách an toàn nhất, và chúng ta không phải lo lắng gì cả, được chưa các em? Còn nếu như mà tại sao anh lại tính 28 ngày? Nếu như mà quá 28 ngày ấy, tức là bắt đầu từ tuần thứ 5 các em nhé. Từ tuần thứ 5 ấy, nó bắt đầu hình thành ống thần kinh, hình thành các cái cơ quan tổ chức rồi. Còn nếu như các em uống thuốc vào cái giai đoạn sau 28, sau 4 tuần ấy, thì cái nguy cơ về dị tật bẩm sinh nó rất là cao. Và khi đó thì chắc chắn là rủi ro nó vô cùng lớn. Đấy, chúng ta phải nhớ quy tắc 28 ngày. 28 ngày hoặc nó được tất cả, hoặc là không có gì. Được chưa? Đấy, thì trên đây là một cái thông tin mà anh chia sẻ với các em. Nó sẽ là một cái nguồn để các em tham khảo. Đúng chưa? Và anh cũng không dám chắc rằng cái này nó là 100%, nhưng mà nó sẽ hầu như nó sẽ đúng, được chưa? Và đương nhiên nó còn phụ thuộc vào cái phúc đức mà chúng ta tích lũy được nữa, được chưa? Rồi, phần nào đó các em chưa hiểu, chưa biết cách tính, các em comment dưới video này, anh sẽ
inbox trực tiếp và chiên và nói chuyện riêng với các em về chủ đề này, được chưa? Và các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo. Xin chào các em. Đồng hành cùng Century, trung tâm sức khỏe nhi khoa cho con tuổi thơ khỏe mạnh. Học tập kiến thức chăm con mỗi ngày để trở thành người thầy hiền trí đầu tiên của con. Nếu có thắc mắc nào cần giải đáp, các mẹ hãy để lại bình luận hoặc gọi tới số hotline 0963 101 255. Chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống bằng cách thích và chia sẻ video này các mẹ nhé.